mệt rồi. Cái đặt nồi liên tục các thứ cũng được. Xong rồi ấn vào đây. Đâu? Rồi đây. Bất kỳ. Xong rồi kéo. Sao nó chả nhảy gì cả? Đây nó đang nhầm đấy. Xong rồi. Đây là chế độ 2 điểm trước. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, push lên này. Bây giờ ấn lại từ đầu, bây giờ như này thì làm sao mà ai hiểu được. Đây, lại đây, rút lại nhá. Đấy, bật lên thì đấy, xong rồi ấn vào đây thì nó đang BB là đang boost lên rồi. Đấy, xong đây cộng này, đây giảm. Thế bây giờ đang như này mình đặt một cái bếp khác mình nấu thì làm sao biết cái nào được, cái nào không? Thì bên này là dưới này, cái này là trên này, cái này là trên đây. Cái này dưới đây. Thế bây giờ đặt một cái này vào đi. Đấy thì thường để đặt cái vào gì ạ? BB là mắc. BB là mắc nha. Ok này. Đây. Đặt cái này. Xong ấn vào đây. Là nó hả? Đúng rồi, là nó. Xong sao làm sao? Xong ấn 4. Số 4 đây, cứ để chặn. Số 8 là cao nhất, số 9 9, đây. Không, BB mới là cao nhất. Thôi được em mỗi số 6 thôi, mỗi B. Không, đấy là B. B là cao nhất. Vâng, hôm nay chị bé đã ra Hà Nội để tiếp tế cho chúng tôi những bữa cơm thật ngon. Chị bé đang làm món gì vậy? Món đấy thích nhá. Món gì? Món đấy thích, ngày xưa được bà làm cho ăn. Làm món gì? Gà chiên bơ, tỏi. Nên tí nữa đến bé vừa ăn món này và vừa khóc. Bởi vì bây giờ đang có dịch corona nên là bọn mình đã phải ăn ở nhà.